Đây. Đó. Thôi để nhúc chút xíu à. Gấp luôn á trời. Rồi, ở đây thì mình có kêu bốn cái lẩu, hai cái lẩu cay, hai cái không cay nha các bạn. Đây là một phần ăn của một cái lẩu ở đây nha các bạn. Đây. Đây là bốn cái lẩu nhỏ mini. Đây là nhà mình nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy lẩu một người ăn cũng nhìn cũng khá là ngon nha các bạn. Qua đã. Rồi ba cả nhà nha. Rồi. Rồi cả nhà nha. Trời ơi nó nhỏ vậy. Con ở đâu vậy?
tại em. Rồi trong lúc ăn mình quay vòng vòng cái quán này nha các bạn. Giờ này cũng còn sớm nên ở đây cũng không chưa đông lắm nha các bạn. Đây nhà mình có thêm 4 thành viên nữa nha các bạn ơi. Mời tất cả các bạn nha. Mời cả nhà nha. Rồi nói chung là nãy giờ mình kêu 4 cái lẩu ở nhà mình cũng ăn gần hết 4 cái lẩu này là thành viên mới vừa tới đây kêu 4 cái nữa nha các bạn. Nãy giờ mình ăn rồi, tí nữa mình vô đây mình tiếp 4 cái này ha. Đây nè anh. Cái nào?
kim cương. Hai đứa này ôm hai ly này là tới về nó khỏi ăn uống gì nữa. Thôi thì ơi. Trái cục bự luôn đi anh kia mày. Chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại anh chị tiếp nha.